Thông tin ban đầu, ngày 20 tháng 10, chị HTT, 24 tuổi, trú quy ngũ Hành Sơn, đến một spa trên đường Hùng Vương, V Vĩnh Trung, Quy Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, để làm đẹp. Tại đây, chủ cơ sở là Nguyễn Ái Hiền, 18 tuổi, ngụ thị trấn An Khê, Gia Lai, đã tiêm thuốc giảm cân cho chị T. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chị T bị sốc thuốc nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu, giữ được tính mạng. Nhận được thông tin, công an quận Thanh Khê cùng công an phường này khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số kim tiêm và nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Được biết, ngôi nhà xảy ra vụ việc được chủ nhà cho chị Hiền thuê trong tháng 9, ban đầu chỉ đăng ký tạm trú để ở nhưng sau đó hoạt động làm spa chui và không đăng ký với phường. Hiện chủ nhà cho chị Hiền thuê đã lấy lại nhà và bán cho người khác với giá 2,85 tỷ đồng, chủ mới đang tiếp tục giao bán với giá 3,1 tỷ đồng.